Bạn có từng tự hỏi vì sao dê mẹ thường liếm con sau khi sinh không? Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu câu trả lời trong video sau nhé. Dê mẹ liếm con khi mới sinh chủ yếu nhằm mục đích giữ ấm và làm sạch. Khi dê con chào đời, cơ thể của nó vẫn còn ẩm ướt và việc liếm sẽ giúp làm khô lông của con dê, đồng thời kích thích tuần hoàn máu và bảo vệ dê con khỏi nhiễm trùng. Quá trình này cũng giúp dê con nhanh chóng thở đều vì liếm sạch sẽ các chất bẩn trên cơ thể giúp thông thoáng đường hô hấp. Việc liếm con cũng tạo ra sự liên kết giữa mẹ và con, giúp dê con nhận biết mùi của mẹ, điều này rất quan trọng cho việc nuôi dưỡng và bảo vệ con sau này. Sau khi sinh, dê mẹ còn có thể giúp con tìm được bú để bú sữa đầu, thứ chứa nhiều kháng thể và dinh dưỡng thiết yếu, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho dê con. Tóm lại, việc dê mẹ liếm con khi mới sinh không chỉ mang tính sinh lý mà còn thể hiện những hành vi chăm sóc, bảo vệ con non quan trọng. Thời gian còn lại mình mời cả nhà xem quá trình dê mẹ chăm sóc con sau sinh nhé. Chúc cả nhà xem video vui vẻ, xin cảm ơn. Ha ha.